Theo truyền thông Nga, cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc thực hiện các thỏa thuận về hoạt động kinh tế chung ở các đảo tranh chấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hài lòng với tình trạng hiện tại của 5 lĩnh vực đã được thông qua trước đó là nuôi trồng thủy sản, trồng trọt trong nhà kính, các tour du lịch trọn gói, năng lượng gió và tái chế chất thải. Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tìm kiếm giải pháp để hai nước ký hiệp ước hòa bình, đáp ứng được lợi ích chiến lược của cả hai bên, từ đó giải quyết các bất đồng. Nga và Nhật Bản từ lâu đã tranh chấp về quần đảo trên Thái Bình Dương mà Nga gọi là Kuril và Nhật coi là lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp này được xem là trở ngại chính để Nga và Nhật Bản ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.